Đây là xe đạp đua Twitter R10. Một mẫu xe rất là hot trên thị trường hiện nay này. Full carbon toàn bộ nhé. Xe này là full carbon toàn bộ này. Đầu carbon cá bập đúc liền khối. Đấy. Khung càng cọc yên. Tay lái và vành đều bằng carbon. Đấy. Vành carbon là vành carbon 6 phân rệt Chopec. Một mẫu xe rất là hot nhỉ. Dấu dây toàn bộ nhé, không có một sợi dây nào ló ra ngoài hết. Dấu dây toàn bộ. Dây đi âm sườn hết. Và đây là chiếc này là màu cam nhé, Twitter R10 màu cam. Sử dụng bộ chuyển động red Chopec phanh đĩa cối nổ. Anh nhấc em cái này lên để cho cái cối nổ. Đấy, cối nổ. Đấy. Anh Tuấn ở Gia Lâm là đã tìm hiểu rất kỹ và đến shop nhìn thấy mẫu xe này là anh ưng luôn và chốt luôn cái Twitter R10 này. Cảm ơn anh nhá. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe đạp thể thao vip.com xin chào các anh chị. Anh Tuấn ở khu đô thị Gia Lâm, Hà Nội. Anh đã tham khảo và chọn mua một em Twitter R10 full carbon, đầu cá mập, sử dụng bộ chuyển động Red Chopec 22 tốc độ cùng với phanh đĩa trước sau. Với cấu hình full carbon gồm khung càng cọc yên, tay lái vành bằng carbon, sử dụng phanh đĩa trước sau của phanh dầu. Và đặc biệt, chiếc R10 này có mức giá tuyệt yêu, không có đối thủ. Hiện các mẫu Twitter tại shop luôn có đủ size, đủ màu, nên anh chị cần thông tin về xe đạp, cần mua xe đạp thể thao, hãy liên hệ với shop qua số điện thoại 0983315936. Shop luôn đang nghe và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của anh chị. Chân thành cảm ơn anh Tuấn cũng như rất nhiều khách hàng khác trên mọi miền Tổ quốc đã đến với shop mua được sản phẩm như ý cùng với dịch vụ 5 sao từ shop xe đạp thể thao vip.com. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.